Trong bài này, chúng ta sẽ thực hiện phép tính 35 trừ đi 8. Chúng ta có số 35 gồm 3 chục và 5 đơn vị. Chữ số 3 nằm ở hàng chục và ta biểu diễn 3 chục bằng 3 hàng ô vuông, mỗi hàng gồm 10 ô vuông. Tiếp theo, chúng ta có chữ số 5 nằm ở hàng đơn vị. Vậy chúng ta có 5 đơn vị được biểu diễn bằng 5 ô vuông. Vậy, số 35 gồm 3 chục và 5 đơn vị. Tiếp theo, 35 trừ đi 8. Cũng chính là lấy 8 ra khỏi 35. Các bạn hãy tạm dừng video và thử tự tính xem 35 trừ 8 bằng bao nhiêu nhé. Được rồi, ta sẽ cùng nhau thực hiện phép tính này. Chúng ta có 5 đơn vị và chúng ta muốn trừ đi 8 đơn vị. Chúng ta không thể lấy 5 đơn vị trừ đi 8 đơn vị. Chính vì vậy, chúng ta cần mượn từ hàng giá trị lớn hơn Nhìn vào hình minh họa, các bạn có thể thấy rằng chúng ta không chỉ có 5 ô vuông, mà chúng ta có tận 35 ô vuông. Chúng ta có 3 nhóm ô vuông màu xanh, mỗi nhóm có 10 ô vuông, và chúng ta có thêm 5 ô vuông màu tím. Vậy, chúng ta sẽ vay một nhóm ô vuông, mỗi nhóm này ứng với một chục, hay 10 ô vuông đơn vị, để đưa sang chỗ 5 ô vuông đơn vị. Chúng ta lấy nhóm ô vuông được đóng khung này, và đưa nhóm này sang hàng đơn vị. một chục bằng 10 đơn vị, nên chúng ta sẽ có thêm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 ô vuông ở hàng đơn vị. Như vậy, hàng chục còn lại bao nhiêu nhỉ? Chúng ta đã lấy đi một chục, nên chúng ta chỉ còn lại hai chục. Một chục đã được đưa sang hàng đơn vị. Ở hàng đơn vị, vì thêm vào một chục, mà một chục bằng 10 đơn vị. Chúng ta có 10 đơn vị. Cộng với 5 đơn vị trước đó là 15 đơn vị. Tiếp theo, chúng ta có thể lấy 15 trừ đi 8. Chúng ta sẽ lấy đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 đơn vị. Sau khi lấy đi 8 đơn vị, chúng ta còn lại bao nhiêu? Chúng ta sẽ còn lại 2 chục và 1 2 3 4 5 6 7 đơn vị. Bây giờ, nếu chúng ta không muốn tính bằng hình vẽ như vừa rồi, thì chúng ta có thể làm gì để ra kết quả nhỉ? Chúng ta sẽ tính như sau. Số 35 có 3 chục và 5 đơn vị chúng ta sẽ bắt đầu trừ từ hàng đơn vị, 5 đơn vị không trừ được cho 8 đơn vị. Chúng ta sẽ mượn một chục từ hàng chục để đưa sang hàng đơn vị. 15 trừ 8 bằng 7 đơn vị. Trên hình vẽ, chúng ta cũng còn lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ô vuông. Và ở hàng chục, chúng ta còn lại hai chục. Như vậy, kết quả của phép tính là 27.